các chị từ 40-50 tuổi trở đi thường gặp phải tình trạng là da khô, thô ráp, sần sùi. Và điểm đặc trưng ở độ tuổi này chính là những cái vấn đề sắc tố da, như là da bị sạm đi, nám tàn nhang đồi mồi xuất hiện nhiều hơn. Để khắc phục tình trạng này và giúp da trẻ hóa hơn, mở thâm nám thì các chị cần có những cái phương pháp chăm sóc da đặc biệt hơn so với thời còn trẻ. Những cách này vô cùng đơn giản, các chị có thể áp dụng ngay tại nhà. Chị em hãy cùng xem hết video ngày hôm nay nhé. Chào mừng bạn đến với kênh của mình. Có rất là nhiều bạn lần đầu tiên đến với kênh. Xin giới thiệu, mình là bác sĩ Mão Phượng, bác sĩ da liễu, với mong muốn là chia sẻ và giúp đỡ các chị em có làn da khỏe đẹp hơn. Bác sĩ đã làm rất là nhiều video trên kênh này. Hãy đăng ký kênh để có làn da đẹp hơn mỗi ngày. Chị em nào muốn bác sĩ tư vấn và đồng hành, có thể là nhắn tin cho bác sĩ qua fanpage bác sĩ Mão Phượng nhé. Khi bước qua độ tuổi trung niên, vấn đề đầu tiên và biểu hiện rõ nhất trên da là các chị sẽ thấy là da của mình khô hơn, bởi vì tuyến bã nhờn ở trên da đã giảm hoạt động dần theo thời gian, không còn bài tiết nhiều dầu nhờn để giữ ẩm cho da như hồi chúng ta còn trẻ nữa. Vì vậy mà cách chăm sóc da cũng sẽ thay đổi hơn rất là nhiều. Bước 1 là làm sạch nhẹ nhàng. Vì da vốn dĩ đã khô hơn rồi nên bước làm sạch cũng rất là nhẹ nhàng để giữ lại cái hàng rào bảo vệ tự nhiên của da, tránh tình trạng mất nước qua da. Ưu tiên dòng tẩy trang dành cho da khô, da nhạy cảm và sữa rửa mặt dạng sữa hoặc dạng gel, vừa làm sạch nhẹ nhàng mà vừa giữ ẩm cho da của chúng ta nữa. Các chị nên tránh những loại sữa rửa mặt có dạng hạt này hoặc có tính tẩy rửa quá mạnh, sẽ làm ảnh hưởng đến cái hàng rào bảo vệ da, khiến cho da bị tổn thương và da của chúng ta sẽ mất nước, khiến cho bề mặt da của chúng ta có cảm giác khô căng ngay sau khi rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong mà da vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên thì sữa rửa mặt đó mới phù hợp với tình trạng da của tuổi trung niên các chị nhé. Bước thứ hai là sử dụng sản phẩm đặc trị. Ở độ tuổi trung niên, da gặp nhiều vấn đề hơn như là thô ráp, sần sùi do tích tụ nhiều tế bào chết ở trên da, và những cái nếp nhăn chảy xệ, sạm nám cũng sẽ rõ hơn. Nếu như các chị chỉ chăm sóc da bằng những cái sản phẩm thông thường thì rất là khó cải thiện những cái vấn đề này. Vì vậy mà các chị hãy bổ sung thêm những cái sản phẩm đặc trị chuyên sâu hơn vào cái chu trình chăm sóc da hàng ngày của mình. Đầu tiên là AHA. Đây là một loại tẩy tế bào chết hóa học, sẽ giúp loại bỏ những cái tế bào chết trên bề mặt da, giúp da của chúng ta mịn màng và sáng đều màu hơn. Khi loại bỏ được tế bào chết thì những cái dưỡng chất chăm sóc da cũng sẽ hấp thu và thẩm thấu dễ dàng, đồng thời là hiệu quả hơn nữa. Các chị hãy dùng AHA có nồng độ là từ 5-8% với tần suất là 2-3 lần trên một tuần nha. Sản phẩm thứ hai chính là retinol. Đây là một hoạt chất vàng trong làng trẻ hóa. Retinol sẽ kích thích tăng sinh collagen và elastin, giúp da của chúng ta săn chắc và căng bóng hơn, cũng đều màu hơn nữa. Tùy vào tình trạng da thì các chị có thể lựa chọn retinol nồng độ 0,5-1%. Sau khi dùng retinol liên tục từ 6 tháng trở lên thì các chị sẽ thấy là da mềm mại, mịn màng hơn và căng bóng hơn nữa. Những nếp nhăn li ti ở trên da của chúng ta cũng sẽ mờ đi. Hoạt chất thứ ba các chị có thể bổ sung thêm đó chính là chanesamic acid hoặc là arbutin, sẽ giúp các chị giải quyết những cái vấn đề sắc tố ở trên da như là nám, tàn nhang. Đây là những hoạt chất giúp ức chế tổng hợp sắc tố đen melanin ở trên da và hỗ trợ làm mờ nám, tàn nhang. Da của chúng ta sẽ sáng đều màu hơn khi các chị sử dụng hàng ngày. Bước thứ ba chính là cấp ẩm cho da. Khi ở độ tuổi trung niên, da của các chị cũng sẽ khô và mất nước nhanh hơn. Khi da khô như vậy, những nếp nhăn ở trên da lại càng nhìn rõ, nên việc cấp ẩm cho da là không thể thiếu. Khi cấp ẩm đủ cho da thì bề mặt da của chúng ta cũng sẽ căng ẩm, mềm mại và những nếp nhăn nhỏ ở trên da cũng sẽ mờ hơn. Đồng thời da trông cũng tràn đầy sức sống và sáng hơn nữa. Các chị hãy dùng thêm serum HA để cấp ẩm, ngậm nước tức thì, giúp da của mình căng mướt hơn, hoặc sử dụng những loại dầu dưỡng để giúp giữ ẩm cho da và bề mặt da của chúng ta mềm mại. Kết hợp thêm những loại kem dưỡng cấp ẩm sâu, kết cấu đặc hơn, chứa các thành phần như là
Ceramide, glycerin sẽ giúp khóa ẩm bề mặt da, ngăn ngừa tình trạng mất nước qua da và da của chúng ta luôn được duy trì độ ẩm nhất định khi các chị dùng kem dưỡng đều đặn hàng ngày. Ngoài ra, các chị nên duy trì thói quen là đắp mặt nạ thường xuyên khoảng 2 đến 3 lần trên một tuần. Việc chúng ta đắp mặt nạ cũng là một cách chúng ta giữ ẩm lâu hơn trên bề mặt da, cũng có thêm thời gian để các dưỡng chất hấp thu được qua da nữa. Bước thứ tư là bổ sung thêm những thực phẩm chức năng. Ngoài một chế độ ăn uống giàu vitamin và khoáng chất thì các chị hãy bổ sung thêm những loại thực phẩm chức năng, vì ở độ tuổi này lượng collagen, nội tiết tố cũng sẽ giảm dần. Nếu chỉ dựa vào một chế độ ăn bình thường sẽ không bù lại được lượng mà bị thiếu hụt. Với collagen thì các chị hãy chọn collagen thủy phân, cơ thể sẽ dễ dàng tổng hợp và hấp thu hơn. Dùng với hàm lượng cao khoảng 10 đến 15g trên ngày và hãy dùng liên tục trong khoảng 3 tháng thì mới có hiệu quả. Uống collagen cần phải kiên trì và các chị cố gắng là chúng ta dùng đều đặn nha. Ngoài collagen thì các chị cũng có thể bổ sung thêm tinh dầu hoa anh thảo. Được chiết xuất từ hạt của hoa anh thảo, tinh dầu này chứa rất là nhiều omega 6 sẽ giúp da các chị căng ẩm, mềm mượt hơn và chống oxy hóa mạnh. Đặc biệt là các chị em phụ nữ sau 40 tuổi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, thiếu hụt hormone estrogen sẽ có những cái biểu hiện như là bốc hỏa, cơn nóng bừng mặt, khó chịu, cáu gắt, thì khi bổ sung tinh dầu hoa anh thảo sẽ giúp làm giảm những cái triệu chứng này, làm cho cơ thể của chúng ta dễ chịu hơn. Bước thứ 5 là bảo vệ da. Tia UV trong ánh nắng mặt trời là nguyên nhân hàng đầu gây nên tình trạng lão hóa da. Vì vậy, các chị hãy bôi kem chống nắng hàng ngày trước khi ra ngoài 15 đến 20 phút để bảo vệ da của chúng ta được tốt nhất. Ngoài ra thì các chị cần kết hợp thêm khẩu trang, kính râm, áo chống nắng để bảo vệ da được tối ưu. Bác sĩ có chia sẻ về cách bôi kem chống nắng chi tiết hơn, các chị có thể tham khảo ở video này. Hy vọng rằng video này sẽ giúp các chị em chăm sóc da đúng cách để có một làn da trẻ hóa, mờ thâm nám và chúng ta có thể áp dụng ngay tại nhà. Đừng quên là ấn vào nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo của bác sĩ nhé. Cảm ơn các chị em đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.